Tina, sao con ngồi đây? Sao con lại ngồi nắng vậy? Tina ơi, sao con lại ra nắng con ngồi? Hả? Sao con lại ra nắng ngồi hả? Hay con thích tắm nắng hả? Bữa nào mẹ ở nhà mẹ cho con tắm nắng chứ, con tắm nắng nhiều quá vậy là bị ốm ấy, nhớ chưa? Nhớ chưa? À, hôm nay mẹ đi mua trái cho con này. Mẹ đi mua đồ về này. Mẹ mua nước cam này. Mua đồ chơi cho con này. Đấy. Rồi mua bình bú to hơn cho con này. Vào đây mẹ ngồi cắt nước cam uống nhá. Đi vào nhà mẹ nhá. Nè con này. Chưa? Mẹ mua nhiều đồ cho con lắm nè. Đấy. Mẫu này mẹ cắt nước cam uống nhá. Tina mà bà thích ta tắm nắng mà đến nỗi mà cởi cả áo luôn, chỉ mặc một cái bỉm không à. Ô trời ơi. Trời ơi. Áo của con này, mẹ mua đồ này, đồ chơi con này, mẹ mua con này, mẹ mua đồ chơi con này, thấy chưa? Không là lắc lắc nè, lắc lắc đi nè, đừng cắn, đừng cắn nè, đừng cắn nè, lắc lắc mẹ lắc cho con này. Đó con chơi rồi này, ô tô của con đó này, ô tô của con này. Đây, ô tô con này. Đấy, ô tô con này. Là ô tô là mình lái mà. Lái ô tô mà. Đây, ô tô đỏ đó này. Đấy, thích không? Nhiều không?
Đây, ô tô màu tím của con nữa này. Đây, ô tô màu tím của con nữa này. Đây, con này. Ô hết đi. Đây, đây. Mẹ mua bình vú cho con đó này. Đấy, bình vú to hơn đấy, đúng không? To mà đẹp hơn này. Đây, đồ chơi với con này. Quay đi, con quay đi. Mẹ mua cái này cho con đó này. Đây, cái này là để vắt nước cam cho con uống này, đúng không? Tina ơi, Tina ngồi đây nè, để cho mẹ cởi áo ra nè. Trời nắng mẹ phải đội nón này, đây mẹ phải đội nón này, mẹ phải mặc áo chống nắng này, mà con lại cởi trần. Con thích tắm nắng đúng không? Trời quá là thích quá. Tina cởi cái áo rồi ra tắm nắng. Con thích tắm nắng lắm hả? Được rồi, đến mẹ vào là mẹ mặc, ngồi đây mẹ mặc áo con nhá. Áo con nhá. Con yêu nhá. Con yêu của mẹ ơi. Tina ơi. Tina ơi, mẹ mặc áo con. Tina mặc váy đẹp lắm đây này. Váy đỏ của Tina này. Mẹ con nha, mặc áo con. Rồi, xong rồi. Đẹp chưa? Nào con đứng lên, đứng lên nè. Đứng lên xoay vòng với mẹ nè. Đứng lên xoay vòng với mẹ nè. Nó, xoay vòng nè. Đi, đứng lên xoay vòng nè. Đẹp lắm, con đứng lên đây. Con đứng này con xoay vòng với mẹ nè. Cho mẹ xem nè. Đây, đây, đồ chơi con này. Đồ chơi con này. Không cắn mà, đồ chơi với mình này. Đi, đi, đi. Đây, Tina này, quay này. Tina ơi, quay, quay này. Nào, quay nào, con quay đi. Con quay đi, mẹ quay cho con nào. Này, này. Con này, con này. Tina này, con đừng cắn cho. Này, 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 của con này. Con đi. Rồi, con chơi đi. Thì mẹ bắt nó cào mình uống nhá. Tina không? Tina thấy chưa? Mẹ chỉ bắt nó càng như Tina uống nha. Rồi con chơi đi. Mẹ lấy con dao. Con chơi đi. Tina ơi, trời nắng mà con không chịu ngồi chỗ đâu, con biết theo mẹ vậy à? Hả? Mẹ đi chuẩn bị đồ để cắt nước cam mà con uống mà. Ừ, đúng không? Ừ. Rồi con ngồi lên đây chơi nhá. Ngồi lên đây chơi cho mẹ nhá. Giỏi lắm. Để mẹ cắt nước cam con uống nhá. Giỏi lắm. Nào, váy nào. Mẹ chỉnh váy lại cho con đẹp nào. Phải lắm nước rồi đấy.
Này, nước cam ngon lắm rồi nè. Nước cam ngon lắm nè. Rồi. Quá nhiều nước luôn. Vô của mẹ ơi, mẹ cho con uống nước cam nha. Đây, có con đây. Con uống đi. Trời nắng này mà có nước cam với đường uống ngon lắm. Con uống nó đi. Con no vậy á? Mẹ coi bụng nào. Mẹ coi bụng no cho nào mà chia chia không uống nữa nào. Nước cam còn ngọt lắm mà. Chị nào uống nó hả? Hả? Không uống nào con, không uống đi. Con uống nào không? Mẹ coi nào. À, Tina, mẹ lúc nãy mẹ nói chị làm đây. Bây giờ xuống đến đây rồi. À, là Tina no, Tina không uống nữa đúng không? Không uống nữa đi. Để mẹ cắt đi nha. Ngon quá. Đi nào ngửi nha. Ngửi nha, thấy thơm không? Nè mẹ uống nha. Ngon quá. Ngon quá.